Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Châu Ly Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, bản tin này Phương Thanh muốn gửi đến quý vị có chủ đề là lực lượng không gian Mỹ đã quyết định sự thắng lợi của Ukraine trước Nga. Bản tin này sẽ giải đáp cho rất nhiều thắc mắc của nhiều người là lý do tại sao mà Nga lại có thể, như là Ukraine có thể biết được những tin tình báo dễ dàng như vậy mà Nga thì phải chịu thua nhiều cái sự thiệt hại rất nặng nề. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký luật thành lập lực lượng không gian để chiến đấu ngoài vũ trụ trong nghĩa vụ quân sự mới đầu tiên của quân đội Mỹ. Lực lượng không gian Mỹ chính thức ra đời khi ông Trump ký ngân sách quân sự hàng năm. Đạo luật ủy quyền quốc phòng lên tới con số khổng lồ nhất thế giới là 738 tỷ Mỹ Kim. Đây là lực lượng thứ 6 của Bộ Quốc phòng Mỹ, tương đương với 5 lực lượng hiện có là lục quân, hải quân, thủy quân lục chiến, không quân, tuần duyên và bây giờ thêm lực lượng không gian nữa. Hiện tại lực lượng không gian trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, nhưng có nhiều dự đoán cho rằng sau này nó sẽ trở thành một bộ riêng biệt với tên gọi là Bộ Tác chiến Không gian. Điều này cho thấy mức độ và tầm quan trọng rất đặc biệt của bộ này trong tương lai là bảo vệ nước Mỹ chống lại mọi lực lượng thù địch. Với sức mạnh khoa học kỹ thuật vượt trội của Mỹ thì lực lượng này sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường trên toàn thế giới nếu Mỹ tham chiến. Việc cho tan xác trùm khủng bố của Iran là tướng Qasem Soleimani cũng là do lực lượng không gian này của Mỹ thực hiện. Với hệ thống vệ tinh dày đặc của cả tư nhân và chính phủ Mỹ thì đúng là họ đang làm chủ không gian bao quanh trái đất. Trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược hiện nay, chúng ta thấy có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Quân đội chính quy của Ukraine hầu như ít xuất hiện, mà sao các mục tiêu của quân Nga vẫn bị đánh trúng rất chính xác? Cả chục tướng lãnh của Nga đã tử trận là vì sao? Vì sao Ukraine lại nhận được các tin tức tình báo chính xác, kịp thời để điều chỉnh kế hoạch, chiến lược cho phù hợp nhất? Vì sao các xe tiếp vận chở xăng dầu, nhu yếu phẩm của quân Nga luôn bị tiêu diệt chính xác? Ukraine đã không còn hạm đội nào mà sao vẫn đánh trúng các tàu quân sự lớn của Nga ngoài Hắc Hải? Và muôn vàn câu hỏi khác nữa. Xin trả lời, đó chính là nhờ sự yểm trợ của lực lượng không gian Mỹ phối hợp với vũ khí máy bay không người lái drone hiện tại. Putin có thể không hiểu, không tính đến điều này vì hắn ta quá ngạo mạn. Vây quanh hắn toàn là lũ su nịnh, bất tài, tham nhũng nên việc thất bại tại Ukraine cũng thật dễ hiểu. Công bằng mà nói thì Nga không thiếu tinh hoa, nhưng Putin nắm uy quyền tuyệt đối tại Nga quá lâu nên trở thành hôn quân mê muội, ngạo mạn, do đó chỉ thích nghe những gì hợp ý mình và loại những điều nghịch nhĩ. Hiện nay quân Ukraine đã đẩy lui quân Nga lần lượt ra khỏi các thành phố và đang hướng tới trận chiến cuối cùng ở Donbass và Crimea để đánh bật quân Nga ra khỏi lãnh thổ. Có lẽ viễn cảnh này không xa nếu Ukraine vẫn được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn. Đến đây, có bạn sẽ hỏi nếu Putin điên lên dùng tới vũ khí hạt nhân thì sao? Xin thưa, điều này không phải là dễ. Các tướng lãnh của Nga cũng chưa chắc cho Putin làm điều đó. Mà giả sử điều này xảy ra thì các chuyên gia nói rằng chính lực lượng không gian của Mỹ sẽ vô hiệu hóa hành động này trước khi hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân được phóng đi, hoặc nếu nó được phóng đi rồi thì nó sẽ bị điều khiển quay lại về chính điểm xuất phát. Và đọc bản tin này chúng ta cảm thấy đỡ lo và cũng giải thích được một vài thắc mắc của chúng ta, lý do tại sao nhưng mà nói cho cùng, nói đúng ra tất cả những sự trợ giúp này sẽ không thể nào thành công được nếu không có sự hợp nhất với sự đoàn kết của dân quân của Ukraine. Mọi người, những người đất nước Ukraine, họ thật lòng yêu nước của họ, và mặc dù chúng ta không thể nói là 100% mà nói được cả 100% mọi người đều như vậy, nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa, những người yêu nước, và khi đất nước của họ bị xâm lược như vậy, họ nghĩa là
cái số đông đã đứng lên để mà có thể tự cứu đất nước của họ, cho nên chúng ta rất vui. Và thưa quý vị, có một thắc mắc người ta hỏi nữa là tổng thống Ukraine sẽ được bảo vệ như thế nào? Và Phương Thanh đọc cho quý vị nghe cái tin này. Tại vì ông Zelensky là mục tiêu quan trọng nhất và đứng đầu, mục tiêu đầu tiên để mà có thể bị ám sát tại Ukraine. Thưa quý vị, tổng thống Ukraine được bảo vệ như thế nào? An ninh Ukraine phải bảo đảm an toàn cho tổng thống Zelensky trước mọi nguy cơ ám sát, nhưng cũng phải để ông thường xuyên xuất hiện để trấn an người dân. Ngay sau khi tổng thống Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tổng thống Zelensky lập tức được đưa xuống hầm ngầm tại thủ đô Kiev, nơi ông tiếp tục vai trò lãnh đạo đất nước và tiến hành các cuộc điện đàm với lãnh đạo nước ngoài hay phỏng vấn với truyền thông. Mặc dù khẳng định mình là mục tiêu số một của lực lượng Nga, Zelensky đã từ chối rời thủ đô Kiev, xây dựng hình ảnh là một lãnh đạo thời chiến, dẫn dắt quốc gia chống lại chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Sự hiện diện thường xuyên và các bài phát biểu đầy động lực của ông Zelensky được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì tinh thần chiến đấu của quân đội và người dân Ukraine. Trong bối cảnh đó, bảo vệ an toàn cho Tổng thống 44 tuổi được xem là chìa khóa để duy trì tinh thần kháng cự của người dân Ukraine. Tuy nhiên, các đơn vị an ninh của ông Zelensky phải tìm cách cân bằng giữa các biện pháp bảo vệ an toàn của ông với việc bảo đảm là Tổng thống tiếp tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để thúc đẩy tinh thần của người dân. Bí quyết là tiến hành các biện pháp an ninh phòng ngừa, trong khi cho phép ông ấy tiếp tục vai trò quan trọng hiện tại. Một cựu sĩ quan đặc nhiệm người Anh nói, đề cập đến cách thức Ukraine đang bảo vệ Tổng thống. Giới chức Ukraine đã nhấn mạnh những rủi ro mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt khi tiết lộ rằng họ đã tiêu diệt một nhóm sát thủ gửi tới ám sát ông. Chiến dịch đặc biệt do các thành viên nhóm đặc nhiệm Kadyrovich của Cộng hòa Chechnya nhằm ám sát Tổng thống Ukraine đã bị chúng tôi phát hiện và vô hiệu hóa. Hiện chưa rõ nhóm ám sát đã tiếp cận Tổng thống Zelensky gần đến đâu trước khi bị tiêu diệt. Will Gides, chuyên gia an ninh từng làm việc với các nguyên thủ quốc gia cho biết, ông Zelensky nhiều khả năng được bảo vệ bởi một lực lượng đặc nhiệm và mật vụ tinh nhuệ nhất của Ukraine. Hầm ngầm không phải là nơi quá an toàn nếu ở một chỗ quá lâu. Tôi không cho rằng ông ấy sợ ở một nơi quá một ngày. Khi bạn ở yên một nơi, cơ hội bị tấn công là rất lớn. Lực lượng Nga có thể sử dụng thiết bị nghe lén điện tử và thông tin tình báo để xác định vị trí của ông Zelensky. Theo giới quan sát, một khi phát hiện được vị trí mục tiêu, thay vì khai triển lực lượng ám sát, họ hoàn toàn có thể khai hỏa tên lửa hành trình có độ chính xác cao. CNN dẫn lời một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, phía Mỹ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Zelensky thông qua một điện thoại vệ tinh bảo mật mà họ cung cấp cho chính phủ Ukraine. Trước đây, các cuộc điện đàm bảo mật giữa các quan chức Mỹ và Ukraine được thực hiện thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Khi Mỹ chuẩn bị di tản Đại sứ quán khỏi Kiev do lo ngại Nga phát động chiến dịch quân sự, Washington đã chuyển chiếc điện thoại vệ tinh cho văn phòng Tổng thống Zelensky. Thiết bị bảo mật này cho phép ông Zelensky liên lạc với phía Mỹ ngay cả khi sử dụng điện thoại di động của mình. Zelensky cũng xác nhận ông đang di chuyển liên tục ở nhiều địa điểm tại Kiev và được bảo vệ với lực lượng an ninh hùng hậu. Một thành viên lực lượng đặc nhiệm Anh cũng cho rằng di chuyển liên tục là điều mà các cận vệ của Tổng thống Ukraine cần phải thực hiện. Trong quá trình di chuyển, họ cần tránh xa các khu vực có khả năng bị phục kích hay tập kích, tránh những hành động theo một khuôn mẫu nhất định. Họ có thể sử dụng các phương tiện lưu thông gọn nhẹ, linh hoạt để tránh tạo dấu vết khiến đối phương nghi ngờ. Đặc nhiệm này cho biết như vậy. Lệnh giới nghiêm, trạm kiểm soát và sự cảnh giác của người dân Ukraine cũng góp phần gây khó khăn cho các đội truy tìm tung tích của ông Zelensky. Giới chuyên gia cho rằng, hành tung không thể đoán trước là chìa khóa cho sự an toàn của Tổng thống Ukraine. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng hoạt động phản gián cũng rất quan trọng. Cựu nhân viên mật vụ Tim Mueller nói, đội an ninh của Tổng thống Ukraine sẽ phải chủ động dự đoán các hành động tiếp theo của Nga. Mueller thêm rằng, các đội an ninh sẽ phải nhớ rằng họ đang ở trong một cuộc đấu cân não để bảo vệ Tổng thống mọi nơi, mọi lúc. Giới chức Mỹ từng thúc giục Ukraine không nên để các quan chức cấp cao ở cùng một nơi trong thời gian dài, đồng thời kêu gọi họ chuyển đến một nơi an toàn hơn bên ngoài Kiev, theo nguồn tin am hiểu về các cuộc trao đổi. Mỹ và đồng minh cũng muốn Kiev thiết lập một địa điểm để lãnh đạo Ukraine sử dụng nếu thủ đô thất thủ.
một nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Zelensky ở dãy núi Carpathian ở phía tây Ukraine có thể được sử dụng. Tuy nhiên, giới chức Ukraine không cho biết liệu cơ sở này có được trang bị hầm trú bom hoặc hệ thống liên lạc tốt hay không. Bất chấp những tin đồn và những lời đề nghị rời đất nước, Tổng thống Zelensky đến nay vẫn khẳng định ông sẽ ở lại Ukraine. Tin đồn tôi đã rời Ukraine xuất hiện mỗi ngày. Tôi vẫn ở đây, ở Kiev, trong văn phòng của mình. Chánh văn phòng là Andrei Borisovich cũng đang ở đây, không ai bỏ trốn cả, ông Zelensky nói tại văn phòng làm việc ở Kiev trong video đăng trên Instagram ngày 5 tháng 3 năm 2022. Và thưa quý vị, nói thì nói vậy, lực lượng bảo vệ rất hùng hậu, nhưng mà nghe nói là tình báo của Ukraine mới bắt được một tên phản bội muốn là đâm sau lưng tất cả những người dân Ukraine, có chiến sĩ, thì dĩ nhiên rồi, tiền thì mua chuộc, và bây giờ tiền những cái thành phần mà chống đối hoặc là Nga cứ đổ tiền vào trong đó để mà mua chuộc, mua chuộc những cái tên mà hay những tên phản bội, những tên bán nước. Thì quý vị cũng biết là trước đó thì Ukraine cũng là một đất nước chuyên môn tham nhũng hối lộ nhiều lắm, nhưng mà chúng ta hy vọng là nếu mà ông Tổng thống Zelensky này, ông là một người mà được gọi là cái trách nhiệm của ông là để bảo vệ Ukraine, thì với những người dân đó thì ông ấy sẽ được trời phù hộ thôi. Chứ còn thực sự ra tội những thế lực mà đen tối, họ có thể bỏ rất nhiều tiền ra để mua những cái thành phần mà bất hảo, thành thử ra mình cũng không biết, mình không biết sao được. Đây là chỉ có trời giúp thì mới được thôi. Và thưa quý vị, có những một con số tâm linh 44 đó, họ nói rằng Tổng thống Ukraine đã nói rằng tôi năm nay 44 tuổi, mỗi năm tuổi của tôi là được dân tộc Ukraine và Tổ quốc đã cho tôi sống. 44 năm tuổi của tôi là của 44 triệu dân Ukraine. Tôi rất thương vợ con và nhớ họ, nhưng không vì vậy mà tôi phải sống xa 44 triệu dân và Tổ quốc Ukraine. Tôi chấp nhận chết cùng với 44 triệu dân để bảo vệ Tổ quốc. Con số 4 thoạt nhìn chỉ là con số 4, nhưng qua ánh mắt tâm linh, con số 4 đã lặp lại 4 lần. Chính là số tuổi của Zelensky và tổng dân số của Ukraine. Tại sao số 4 lại lặp lại đúng 4 lần như vậy? Phân tích kỹ qua kính hiển vi điện tử thì hiện nay thời đại 4.0 đang thịnh hành. Nghĩa là không có 4.0 thì toi mạng như chơi, mà đùa dai với 4.0 rồi cũng phải đi đứt. Vì thế kỹ thuật tân kỳ 4.0 đã áp dụng vào cuộc chiến giữa Ukraine và Nga là điều hiển nhiên. Không thể bất cứ ai chối cãi nữa, mà nó còn là yếu tố quyết định thắng lợi sau cùng cho Ukraine. Ông Zelensky không nói lời tuyên bố trên, mà ông đã đọc thần chú, con số 4 là chìa khóa nhiệm màu để bảo vệ nền độc lập của đất nước ông ta và sẽ vô cùng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Bởi vì con số 4 chính là con số 7 bị lật ngược, treo dính vào con số 1 của đệ nhất thiên hạ là Zelensky. Và chỉ khi nào ông Zelensky phải lật thẳng con số 7 tâm linh của nhà Phật thì con số 1 thấy rõ như ban ngày để làm tấm gương chiếu sáng tâm linh cho toàn thế giới trong chu kỳ mới. Đây là tử vi lý số Bùi Hoàng Thiên Nam tại Australia đã viết cái bài này vào ngày 11 tháng 4 năm 2022. Họ, thưa quý vị, cuộc chiến tại Ukraine, Nga xâm lược Ukraine đó, nghĩa là làm sao động cả thế giới, tất cả tốn rất nhiều giấy mực của mọi người, tức là mỗi một ngày các tin tức mà đưa ra thì đều chú trọng tới Ukraine thôi. Và dĩ nhiên là những người dân trên thế giới, những người yêu chuộng hòa bình, những người dân tốt lành, họ đều cầu nguyện cho đất nước Ukraine, ngay cả từ Tổng thống cho tới những người dân thường. Quý vị biết bao nhiêu cảnh máu đổ thịt rơi, gia đình tan nát hết. Chúng ta những người Việt Nam là những người hiểu được cái hoàn cảnh của dân Ukraine nhiều nhất. Bây giờ nó giống như một khúc phim quay lại cuộc đời của chúng ta. Dĩ nhiên là người chúng ta vượt biên ngày xưa đi bằng được bộ đội cách vượt biên, rồi đi vượt biển, đi đường bộ, đi bằng mọi cách để có thể trốn chạy chế độ cộng sản, thì chúng ta đau khổ biết bao nhiêu. Và hiện nay chúng ta nhìn thấy họ thì chúng ta thấy tan tác quá, tội nghiệp quá. Và cái điều này mình không biết sao, có những YouTube họ làm thì Phương Thanh coi rất nhiều, có những chuyện lạ nó xảy ra tại Ukraine về vấn đề tâm linh, về những cái họ có thể là, mình không biết, mình không thể đánh giá được là đúng hay là sai, thật hay là giả, nhưng mà mình nghĩ trong lúc mà gọi là
hoạn nạn nhất, trong lúc mà đau khổ nhất, thì người dân họ chỉ còn biết cậy trông vào các đấng thần linh thôi. Như hồi năm ở cái kỳ sau 30 tháng 4 năm 75 của chúng ta ngày xưa cũng vậy. Phương Thanh thấy những người dân còn ở lại Sài Gòn, mình chỉ biết thành phố Sài Gòn thôi chứ hồi đó mình không có biết nhiều lắm, nhưng mà họ đi cầu nguyện ở các nơi, từ đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Diệu Vậy đến Đức Mẹ, đến các dòng thánh Đa Minh đủ thứ, mình hy vọng và coi những lời sớm truyền độ đệ, nghĩa là với một họ phải có như vậy, hy vọng như vậy họ mới có thể sống còn được, chứ nếu không thì họ sẽ buông xuôi mà chết hết. Thành thử ra giờ phút này là giờ phút cầu nguyện là quan trọng nhất. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.